Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Trong video ngày hôm nay, nhà Phương Đông sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp và rất cuốn hút, mang mã số L2-2114. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Với mẫu nhà ngày hôm nay, đầu tiên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tổng thể bố trí nội thất nhé. Mẫu biệt thự L2-2114 có kích thước phủ bì chiều rộng là 15,1m, chiều sâu là 11,2m, diện tích sử dụng khoảng 308m2, với công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 5 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, một phòng sinh hoạt chung, một sân chơi và một sân phơi. Được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, nên các bạn có thể thấy các không gian trong nhà được sắp xếp với lối bố cục đăng đối. Từ cửa chính bước vào là không gian đệm 21m2, phân cách phòng khách và bếp ăn, được đặt một bình hoa trang trí. Không gian đệm này sẽ là nơi để các vị khách tới chơi nhà chỉnh trang lại y phục trước khi bước vào phòng khách trò chuyện cùng gia chủ. Phòng khách diện tích 27m2, được đặt một bộ bàn ghế và kệ tivi bằng gỗ tự nhiên, kết hợp với thảm, bình hoa, tranh treo tường mang tới, cho chúng ta một vẻ đẹp rất sang trọng và tinh tế. Phía bên trái là phòng bếp cũng với diện tích 27m2, được thiết kế kệ bếp và tủ treo sát tường theo hình chữ L. Căn phòng được đặt thêm một bộ bàn ăn dành cho 6-8 người, là nơi gia đình quây quần bên nhau trong những bữa ăn ấm nóng đầy yêu thương. Khi có những buổi tụ họp đông người, thì gia đình hoàn toàn có thể kê thêm bàn ghế vì diện tích phòng rất rộng rãi, thậm chí có thể đặt thêm bàn ở phía bên không gian đệm. Phòng bếp được thiết kế lối đi riêng ra sảnh phụ, nên rất thuận tiện cho gia chủ mỗi khi nấu nướng, dọn dẹp. Dù là không gian mở, nhưng vì đã có sự phân cách của không gian đệm, cùng hệ thống hút mùi mạnh và hệ cửa mở thông ra các hướng, nên các bạn sẽ không cần lo lắng về việc mùi thức ăn bị ám sang các phòng khác. Không gian sẽ rất rộng rãi và thông thoáng. Căn nhà có 5 phòng ngủ, được bố trí ở tầng 1 là 2 phòng ngủ có diện tích 16,2 và 21,5m2. Tầng 2 là 3 phòng ngủ còn lại với diện tích lần lượt là 16, 21,5 và 22,7m2. Trong đó phòng ngủ chính lớn nhất được thiết kế khép kín với phòng vệ sinh riêng 3,8m2. Các phòng ngủ còn lại sẽ sử dụng phòng vệ sinh chung ở mỗi tầng. Thiết kế như vậy sẽ giúp mở rộng được tối đa diện tích các phòng ngủ, mang lại một không gian riêng tư thoải mái, đồng thời rất thuận tiện cho sinh hoạt. Không gian đệm của tầng 2 được chúng tôi thiết kế thành phòng sinh hoạt chung. Nơi đây như là phòng khách thứ hai của ngôi nhà, nhưng mang tính nội bộ nhiều hơn. Các thành viên có thể ngồi đây trò chuyện, học tập và khi muốn gần gũi thiên nhiên, hít thở không khí trong lành thì các bạn có thể mở cửa và bước ra sân chơi rộng 19,23m2 ngay cạnh đó. Không gian phòng thờ được đặt phía trên phòng khách, rất yên tĩnh và trang nghiêm với đồ nội thất gỗ tối giản. Hướng bàn thờ quay ra mặt tiền, theo đúng phong thủy để mang lại những điều may mắn tốt đẹp nhất cho gia đình. Để giúp không khí lưu thông, thì căn phòng cũng được đặt thêm hai cửa sổ lớn mở ra hai hướng. Cuối cùng là một sân phơi với diện tích vừa đủ để gia đình có thể thoải mái đặt máy giặt và phơi phóng quần áo. Và đó là những công năng tiện nghi của mẫu biệt thự 2 tầng L2-2114. Tiếp theo đây, các bạn hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác của thiết kế này nhé. Thiết kế tân cổ điển được coi là phong cách cầu nối giữa cổ điển và hiện đại, vừa đảm bảo yếu tố sang trọng lại vẫn rất rộng rãi tiện nghi, đáp ứng được nhiều yêu cầu đến từ những vị khách khó tính nhất. Điểm nhấn đắt giá của biệt thự này chính là khu vực sảnh chính, được thiết kế nhô ra với hệ cửa gỗ tự nhiên kết hợp với kính, phía trên là đèn chùm trang trí rất đặc biệt, kết hợp nền móng cao tới 5 bậc, với lối đi lên có lan can uốn lượn, mở ra hai phía, mang tới một vẻ đẹp rất sang trọng và đẳng cấp. Hai tầng của ngôi nhà được sử dụng hai màu sơn khác nhau, tạo ra sự phân chia rõ ràng, đồng thời cũng phá cách hơn so với việc chỉ sử dụng một màu sơn trắng như bình thường. Những đường vào chỉ cùng những mảng phủ điêu đắp nổi đơn giản giúp căn nhà trở nên tinh tế và bớt nhàm chán hơn. Hệ cửa sổ với các tấm kính lớn, bố trí dày đặc xung quanh sẽ giúp nội thất ngôi nhà có được nguồn ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Gia chủ có thể ngồi trong nhà mà vẫn ngắm nhìn được cảnh sắc xung quanh, kết hợp với hệ thống rèm cửa sẽ vừa tăng thêm tính thẩm mỹ, vừa điều chỉnh được ánh sáng dễ dàng. Hệ mái Nhật với nhiều ưu điểm về chống nóng, chống lạnh là một lựa chọn hoàn hảo giúp hoàn thiện công trình, pha trộn nét cổ điển và hiện đại. Thiết kế các cửa sổ nhỏ trên mái sẽ giúp có thêm ánh sáng và lưu thông không khí trong ngôi nhà. Không gian sân vườn cũng được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế khéo léo và tỉ mỉ, vừa đưa những mảng xanh vào ngôi nhà để mang đến tính thẩm mỹ,
bầu không khí trong lành mà không che lấp vẻ đẹp của biệt thự. Với đội ngũ kiến trúc sư tài năng, nhiệt huyết với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng biệt thự, nhà Phương Đông sẽ mang đến cho quý khách hàng những tác phẩm kiến trúc độc đáo, ấn tượng về mặt thẩm mỹ cùng công năng tiện nghi, phương án thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ở hotline 0888 625 888 để được tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.